A Di Đà Phật, xin thầy hoan hỷ giải đáp cho con một vấn đề. Đó là gia đình con đã làm cơm chay cúng các cụ gia tiên rồi, nhưng cúng chư vị thần linh thổ công trong gia đình có phải cúng đồ mặn không ạ? Xin thầy hoan hỷ cho chúng con lời khuyên. Không, thầy trả lời luôn là không, không cần. Đã cúng chay gia tiên rồi thì các vị cứ cúng chay tất tần tật đi cho thầy. Cứ thanh bông hoa quả và mâm cơm chay thế là được rồi. Kể cả không làm mâm cơm chay thì thanh bông hoa quả là các cụ cúng gì chứng rồi. Trong kinh Địa Tạng chúng ta tụng chúng ta thấy rồi đúng không? Đức Phật nói là không nên cúng bái tế tự quỷ thần bằng gì ạ? Bằng rượu thịt á, liên quan đến mạng sống của chúng sinh. Không nên cúng bái tế tự vong linh của người thân mới mất hoặc đã mất lâu rồi bằng gì? Bằng rượu thịt liên quan đến gì? Mạng sống của chúng sinh mà làm tổn phúc họ, đúng không? Thanh bông hoa quả, dùng tâm chân thành, lời kinh tiếng kệ nương vào chân ngôn thần chú của Đức Phật, từ cái đồ ăn thanh bông hoa quả đó, hương đăng đèn nến đó, rồi mâm cơm chay đó, vân vân đó, thì biến ra được những thứ thức ăn là ngon ngọt bổ dưỡng gọi là chẳng khác gì những món ăn của quái Phật hương tích vậy. Cho nên chúng ta theo quan điểm của nhà Phật một cách gì chuẩn mực thì chúng ta thần linh thổ địa thổ công vân vân đó, ngày đó chúng ta cũng chay tịnh hết là công đức vô lượng. A Di Đà Phật. Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, mấy năm trước con chưa biết tụng kinh, con có tới ngôi chùa ở quê thỉnh một bức tranh tượng, một bức tranh Phật về thờ. Ở trên tranh có chữ Quán Âm Tứ Thủ. Quán Âm Tứ Thủ tức là tượng Quán Âm bốn tay đó. Đây là tượng này là tượng hình tượng về bên Mật Tông, Phật giáo Mật Tông. Quán Âm Tứ Thủ tức là tượng Quán Âm bốn tay. Nhờ một nhân duyên đặc biệt mà đầu năm nay con biết đến chùa Khai Nguyên và biết tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Bây giờ con có tâm nguyện muốn thờ tranh ảnh Bồ Tát Địa Tạng. Xin thầy hướng dẫn cho con nên làm như thế nào ạ? Con xin cảm ơn thầy. Nếu bây giờ Phật tử còn muốn thờ thêm một cái tranh Bồ Tát Địa Tạng nữa thì Phật tử cứ thêm một cái tranh to bằng cái tranh Quán Âm Tứ Thủ đấy là được. Quán Âm Tứ Thủ thì để bên tay phải của mình hướng vào, Quán Âm Đức Địa Tạng thì bên tay trái mà mình hướng vào. Hoặc là cái tranh Tứ Thủ đó này, nó to rồi thì bây giờ mình thêm một cái tranh Quán Âm thường ở bên tay phải hướng vào, Đức Địa Tạng ở bên tay trái hướng vào nữa, tức là ba cái tranh thì cũng đẹp vậy. Hoặc hai cái thì một cái tranh Tứ Thủ kia với tranh Bồ Tát Địa Tạng tương đương nhau là được. Hoặc là 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10 gì đấy cũng được. Tranh nhau một tí thì cũng được. Thì Đức Quan Âm bốn tay đó thì ở bên tay phải mình hướng vào, Địa Tạng thì bên tay trái hướng vào. Đó. Như thế thì chúng ta chỉ cần làm như thế thôi, thờ như thế thôi là cũng trang nghiêm và cũng đẹp và cũng phù hợp với gì? Với chính pháp vậy. Phật tử nữa hỏi: con xin thầy cho con hỏi, chồng con đã mất được 10 năm, gia đình con dự định cuối tháng 9 âm lịch thì sang cát như mẹ, nhưng mẹ đẻ con bị tai biến nặng, con sợ gần tới ngày làm không may mẹ con mất, con xin thầy hướng dẫn cho gia đình con làm như thế nào ạ? Con nên làm sớm hơn hay để tiếp sang năm sau ạ? A Di Đà Phật. Thường thường các cụ chúng ta làm sang cát bốc mộ cho các cụ thường là cứ phải cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 trở đi các cụ mới làm. Ngày xưa là cứ phải tháng 10, đầu tháng 10 trở đi các cụ mới làm. Đến lúc đó thì nó ít sấm hoặc là hết sấm rồi thì các cụ mới làm cái đó, thì theo mà cũng là cái mùa đó mùa khô. Làm nó thì nó không có nước nhiều, làm nó dễ hơn. Nếu như chôn cất cái chỗ nào mà có nước thì lúc đó mùa khô nó cũng dễ làm. Và đặc biệt các cụ theo quan niệm là lúc đấy không có sấm có chớp nữa thì làm nó mới tốt. Cứ tháng 10, tháng 11 đó
tầm đấy. Thì bây giờ gia đình Phật tử này bà có mẹ đẻ gì thì đang cái tay biến nặng, cho nên là sợ rằng cụ không qua khỏi và muốn làm sớm, có được không? Chúng ta cũng không nhất thiết. Ví dụ như mà cái duyên của gia đình nhà mình, cái mệnh của cụ mà đi sớm thì thôi thì để sang năm làm được, được một năm hoặc hai năm sau làm cũng được, mà ít nhất là một năm. Tức là cái vong đó mất thì nếu mà đây là nói là chồng đã mất được 10 năm rồi, nhưng mà đây là con mẹ con này bị tai biến. Nếu mà mẹ ở đây là mẹ chồng ấy thì sau một năm thì cũng có thể làm được. Nhưng còn nếu mà mẹ bên đằng vợ thì mình đi lấy chồng rồi theo phúc bên nhà, bên nhà chồng thì vẫn làm được vậy. Kể cả mẹ mình có mất thì vẫn làm được. Vì theo quan niệm các cụ đi lấy chồng xuất giá tổng phu mà, phu tử tổng tử mà. Đó. Cho nên thì cái trường hợp này nói là chồng mất, còn ở đây nói là mẹ đẻ con bị bệnh nặng. Thì có nghĩa đây là Phật tử chứ là nữ rồi. Vì vậy mà chúng cũng không phải lo cái này. Nếu mà đến cuối năm là tháng 10, tháng 11 dự kiến mình bốc mộ cho chồng thì lấy theo bên nhà chồng thì mình vẫn cứ làm bình thường được. Nếu như không may mà cụ bà của Phật tử này, tức là mẹ Phật tử này có mất thì vẫn làm được. Theo quan điểm các cụ ngày xưa là đi lấy chồng rồi là tính theo bên nhà chồng. Còn bên này là bên mẹ mình là bên gì? Bên đằng ngoại, thì cái này là do các chú hoặc các bác các cậu, các bác hoặc các cậu gì? Anh trai hoặc là em trai mình có trách nhiệm để lo cái đó. Đấy, theo quan niệm là như thế. Mà không thì để mà cho nó yên tâm thì để mà năm sau thì cũng được, để sang năm làm cũng được. Thì là yên tâm nhất. Đấy, trường hợp đây xin trả lời như vậy. Phật tử nó hỏi: con xin thầy khai thị giúp con. Gia đình con bên nhà chồng có 4 anh em trai, anh cả có một con trai, cháu rất ngoan, tự nhiên đến năm 27 tuổi thì treo cổ tự tử. Nhà con có 2 con trai và 1 con gái. Con trai út được 27 tuổi, con trai út được 27 tháng tuổi thì bị ngã ao chết. Con trai lớn 24 tuổi, một hôm cháu bảo ở nhà không là gì nữa nên uống thuốc tự tử. May mắn được phát hiện kịp thời, cho đi viện, nhưng có hiện tượng bị trầm cảm, hệ thần kinh bị tổn thương. Cháu không muốn lấy vợ và làm gì cũng nhanh chán. Hôm trước đang ngủ trưa, con nhìn thấy có một người bó bằng áo mưa trắng đi đến chỗ con. Con hoảng hốt, mở mắt ra thì không thấy nữa. Đến chiều, có một thầy bảo con trai con bị vong luân hồi kiếp trước theo. Con xin thầy hướng dẫn cho gia đình con biết làm như thế nào để có thể giải trừ duyên kiếp này. Con xin tri ân công đức của thầy. Thế thì trước mắt thì cứ làm sớ, là gửi sớ để danh sách làm sớ cầu siêu cho các cụ gia tiên bên nội bên ngoại, những vong đã mất, rồi cầu an cho cái trường hợp này trong cái giai đoạn này. Để còn sau đó thì hết dịch thì trường hợp này lên chùa thì thầy sẽ hướng dẫn cái cụ thể sau. Bây giờ ở nhà thì Phật tử cũng nhất tâm để tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng, để sám hối đã. Sau này hết dịch thì lên chùa gặp thầy gì chỉ dẫn tiếp về trường này. Nó có hợp này cũng phức tạp, nó không chỉ đơn giản nói một chút ở trên bài giảng này mà trả lời hết được. Nên các Phật tử cũng hoan hỉ. Một Phật tử nó hỏi: con bạch thầy, cho con hỏi, theo quan điểm dân gian, tháng 7 là tháng cô hồn, người ta thường kiêng làm các việc lớn như cưới hỏi, làm nhà, vân vân, vì không may mắn. Điều đó có đúng không ạ? A Di Đà Phật, con xin tri ân công đức thầy. Như thầy nói rồi, dân gian gọi là tháng cô hồn thì kệ dân gian, nhưng mà đạo Phật chúng ta thì gọi là tháng này là tháng tri ân và báo ân, tháng Vu Lan báo hiếu, tháng tri ân và báo ân. Tức là cái tháng này rất tốt để cho chúng ta thì hướng về cái việc thiện, trân trọng tốt.
Nhưng mà từ xưa thì thôi, thì các cụ nói là thôi, cái gì mà trong tâm nó còn còn vướng mắc thì tốt nhất chúng ta cứ tránh nó đi cho nó đỡ phải suy nghĩ. Ví dụ làm nhà thì chúng ta làm tháng 6 hoặc tháng 8 gì đấy, trước đi một vài hôm mà sau đi một tháng thì cũng chẳng sao. Đó. Tránh nó đi, những cái việc đó thì tránh đi, cái việc bất khả kháng thì chúng ta làm. Còn tháng này chúng ta dành cái thời gian để làm gì? Để tụng kinh, để niệm Phật, để phóng sinh, để tu phúc, để làm các việc thiện, để hướng chọn cái tâm mình để hồi hướng cho ông bà cha mẹ tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp, cho thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Còn sống thì được cát bảo bình an, thác rồi thì sớm được sinh sang Liên Trì, dành cái thời gian đó để tri ân báo ân. Còn những cái việc làm nhà, cưới vợ vân vân đó thì thôi để sang tháng 8, tháng 9, tháng 10 gì đó mình làm, hoặc làm trước đi rồi. Nếu chưa làm thì tháng 8, tháng 9, tháng 10 làm cũng được. Tháng này mình dành tất cả cái tâm thành của mình cho việc tụng kinh, niệm Phật, lễ bái, làm các việc thiện. Đó gọi là tháng gì? Tháng Vu Lan báo hiếu, tháng tri ân và báo ân vậy. Chứ không phải là tháng cô hồn như ở thế gian họ nói đâu. Thì đấy thì cũng xin trả lời như vậy. Có một Phật tử ở Bà Rịa Vũng Tàu hỏi như thế này: A Di Đà Phật, con tên là Phạm Tiến Đạt, con ở Bà Rịa Vũng Tàu. Con kính mong sư phụ giải đáp giúp con hai câu hỏi sau. Một, nhà con chỉ có một mình con tin Phật Pháp. Con cũng tự lập bàn thờ Phật tại phòng ngủ của con. Trước khi con ngủ, con lạy ba lạy và ngủ ở cạnh góc giường. Con làm như vậy có được không ạ? Nếu không được thì con xin sư phụ chỉ bảo con phải nên làm như thế nào ạ? Ở đây chúng ta thấy là có một Phật tử ở tận trong Bà Rịa Vũng Tàu đưa ra câu hỏi và xin thầy lại giải đáp. Trường hợp này thầy xin trả lời câu thứ nhất. Chúng ta biết là Phật tử ở Bà Rịa Vũng Tàu này nói rằng cả nhà thì có một mình Phật tử là người tin Phật, cho nên đã lập ban thờ Phật ở tại phòng ngủ của mình, để trước khi đi ngủ là lạy ba lạy, sau đó ngủ ở cạnh dưới góc giường. Rồi Phật tử này thắc mắc và muốn hỏi làm như vậy là có được không? Thì xin thưa các quý vị, các cụ ngày xưa nói Phật ở tại tâm mình. Tâm mình nhớ Phật thì đó là gì? Là Phật rồi. Tuy nhiên đấy là về lý. Còn về sự thì chúng ta cũng phải cho có thứ tự, có sự tôn trọng, cung kính, cúng dường nhất định. Từ xưa đến nay thì thầy cũng đã gần gũi với rất nhiều các bậc tôn túc, đặc biệt là gần gũi với Đức Đệ Tam Pháp Chủ, rồi Cố Hòa Thượng Hội Xá, Cố Hòa Thượng Chùa Hương và rất nhiều các vị tôn túc, trưởng lão ở trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đặc biệt ngày xưa còn đang cấp sách tới trường thì cũng quan tâm rất lớn đến vấn đề thờ phụng tại gia đối với các Phật tử.
Mà chúng ta biết là các bậc tôn túc trưởng lão ngày xưa thì các ngài rất là sâu sắc về vấn đề này. Đặc biệt là cụ tổ chùa Hương, tức là ông của thầy đó, cụ ấy rất giỏi về vấn đề phong thủy, vấn đề thờ phụng, đặc biệt là lập các ban thờ Phật cho các Phật tử tại gia. Chúng ta biết bằng cái đạo hạnh của Giác Linh Cố Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hương, Thượng Viên Hạ Thành, lúc đó bộ chính trị có mười mấy người thì phải có đến 2/3 là đều được cụ lập ban thờ Phật cho tại nhà. Mà cụ thể những người đứng đầu lúc đó là gia đình cụ Cố Tổng Bí Thư Đỗ Mười. Gia đình cụ Thủ tướng Phan Văn Khải lúc bấy giờ. Rồi gia đình nhà bác Sinh Hùng sau này nữa, vân vân. Có nghĩa là những tầng lớp thượng lưu ở trong đất nước chúng ta lúc bấy giờ và những tầng lớp chính trị nổi tiếng của đất nước lúc bấy giờ là những nguyên thủ của quốc gia lúc bấy giờ cũng hướng Phật và được Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hương là cụ hướng dẫn cho. Còn với các hàng ủy viên Trung ương Đảng, các bộ trưởng, bí thư, chủ tịch, giám đốc công an các tỉnh thì gần như toàn miền Bắc các vị. Gần như toàn miền Bắc. Vì chúng tôi 4 năm được thị giả Hòa Thượng khi còn học trung cấp, chúng tôi biết rất rõ những điều đó. Thậm chí là có những trường hợp mà chúng tôi còn được thị giả cụ trong cái vấn đề đó. Cho nên tôi chưa thấy bao giờ cụ hướng dẫn cho một gia đình nào lập ban thờ Phật ở trong phòng ngủ cả, ở trong buồng ngủ cả. Vì Hòa Thượng nói Phật thì ở tại tâm. Tâm mình nhớ Phật, niệm Phật thì đó là Phật rồi. Nhưng mà đó là lý, đó là cái lý. Còn sự chúng ta phải phân ngôi thứ cho rõ ràng. Phật là bậc đại giác, công đức phúc báo, thần thông trí tuệ đều viên mãn đầy đủ. Các ngài thì hiện ra ở thế gian này là bậc phúc trí nhị nghiêm, đầy đủ 10 hiệu Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đầy đủ 10 hiệu đó mới được gọi là Phật. Chúng ta biết rằng sau khi thành Phật, chúng chư thiên ở khắp tam thiên đại thiên thế giới đều vân tập tề tựu xuống cõi Sa Bà chúng ta này, xuống cõi Nam Thiệm Bộ Châu này, tại Bồ Đề Đạo Tràng để cung kính đỉnh lễ cúng dường Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên từ cõi trời hữu đỉnh cho đến các vị vua cõi trời Phạm Thiên, rồi các vị vua cõi trời dục giới đều vân tập để cung kính, cúng dường đỉnh lễ dưới chân Đức Phật, đi nhiễu quanh Đức Phật để tán dương khen ngợi công đức thủ thắng, trí tuệ thủ thắng và thần thông tự tại của Đức Phật.
Cho nên á, Hòa thượng viện chủ chùa Hương á, ngày đó ngài nói với chúng tôi rằng về sự chúng ta phải gì ạ? Phải cung kính, phải tôn trọng và thờ phụng bằng tất cả cái tấm lòng chân thành của mình. Tức là chúng ta phải nhìn thấy tranh ảnh của Đức Phật cũng như là nhìn thấy Đức Phật, nhìn thấy tôn tượng của Đức Phật cũng như là nhìn thấy Phật, nhìn thấy xá lợi của Đức Phật cũng là nhìn như là nhìn thấy Phật, vân vân. Cho nên tôi đã đi nhiều nơi, chưa bao giờ thấy Hòa thượng thờ Phật cho nhà ai ở trong phòng ngủ, toàn là ở có phòng riêng. Những nhà nào trang trọng, có điều kiện, có phòng riêng để thờ thì Hòa thượng làm cho thờ một phòng riêng. Những gia đình mà có điều kiện kinh tế, họ thờ Phật riêng một phòng, thờ gia tiên riêng một phòng các quý vị nhé. Đấy, bởi vì ngày xưa đi với cụ là nhiều những gia đình là họ có thể nói là tiền nhiều như nước. Họ rất có điều kiện, họ ở cả cái biệt thự, có 3-4 người ở cả cái biệt thự 200-300 mét vuông, chúng ta ở cái nhà 6-7 tầng to tướng, ở hết làm sao đâu. Cho nên có nhà có điều kiện, Hòa thượng cho thờ một cái phòng thờ Phật riêng, một phòng thờ gia tiên riêng. Đấy là những gia đình mà là có điều kiện đặc biệt. Thì Hòa thượng bảo thờ như thế cho thanh tịnh, cho trang nghiêm, để khi mình lên tụng kinh niệm Phật vân vân, cho nó được thanh tịnh, được trang nghiêm. Đặc biệt là những ngày lễ, ngày Tết, ngày giỗ, ngày chạp, trong họ hàng mà có người mà còn chưa, người trong gia đình mà còn chưa hiểu đạo, chưa mộ đạo thực sự á, thì có thể những ngày giỗ, ngày Tết thì bên gia tiên ăn gì cũng đấy, ví dụ là ăn mặn thì vẫn cũng mâm cơm mặn được, còn bên Phật thì thanh bông hoa quả chay tịnh tuyệt đối. Đó, chúng ta nhớ ngày xưa Hòa thượng cụ chay tịnh tuyệt đối, mà cụ cũng hướng cho tín đồ Phật tử, những đệ tử theo Phật cũng chay tịnh tuyệt đối. Đấy là những gia đình có điều kiện thì thờ riêng như thế. Còn những gia đình mà vừa phải, có một cái phòng thờ riêng nhưng mà muốn thờ cả Phật và cả thần linh gia tiên, thì cụ lập cho hai cái ban thờ trong một phòng thờ. Một cái ban thờ là thờ Phật riêng. Ban thờ Phật bao giờ cũng to hơn, cao hơn ban thờ thần linh gia tiên một chút. Chứ nó chỉ khoảng 1-3 phân thôi, 5 phân trở lên là được rồi. Đó, ví dụ như ban thờ thần linh gia tiên mà cao 1m2 thì ban thờ Phật khoảng 1m27 chẳng hạn. Đó, hoặc là ban thờ thần linh gia tiên mà 1m thì ban thờ Phật khoảng 1m07 chẳng hạn, nó chênh nhau khoảng vài phân như thế, chiều cao chiều rộng vân vân đều chênh nhau một chút như thế. Chứ tôi cũng chưa thấy là Hòa thượng thờ cho nhà nào là ban Phật lại bé hơn, ban thần linh gia tiên lại to hơn. Vì cụ bảo là mình không thờ thì thôi, mà đã thờ thì phải như lý như pháp. Phật là đấng thiên nhân sư, là thầy của trời người cơ mà. Cho nên đến Ngọc Hoàng Thượng Đế còn phải quy kính xin làm đệ tử tục gia của Đức Phật cơ mà. Đến nhà vua cõi trời Đại Phạm Thiên như trong kinh Pháp Hoa nói là cha lành của tất cả chúng sinh, mà còn đi đến để cúng dường xin quy y và làm đệ tử Đức Phật cơ mà, xin dâng cung điện cho Đức Phật. Vậy tại sao chúng ta lại đi làm ngược lại, lại làm ban thờ thần linh gia tiên lại to hơn,
rộng hơn, cao hơn ban thờ Phật. Ban thờ Phật nhỏ xíu xíu thôi, như vậy là làm sai pháp, không như lý như pháp. Cho nên hòa thượng bảo ban thờ Phật bao giờ cũng phải gì ạ, to hơn, cao hơn, nhỉnh hơn một chút. Đó. Hướng thì có thể đặt hướng nào cũng được. Riêng ban thờ Phật đó, hòa thượng nói rằng hướng nào cũng được, vì ban thờ Phật không cứ là phải phù hợp với hướng mệnh của chủ nhà. Vì Phật đó thì ra khỏi ba cõi rồi, ra khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới rồi, biến khắp mười phương, đâu đâu cũng có pháp thân Phật. Cho nên Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc á, thờ Phật đều tốt cả. Nhưng còn thần linh gia tiên thì cụ rất giỏi phong thủy mà. Thì cụ nói thần linh gia tiên thì phải lấy theo mệnh của chủ nhà. Với chủ nhà là Đông Tứ Trạch thì nên hướng ban thờ thần linh gia tiên về Đông Tứ Trạch, phù hợp với mệnh của chủ nhà cho được sinh khí hoặc diên niên hoặc phục vị thì là tốt. Còn nếu mà Tây Tứ Trạch thì phải lấy cái ban thờ thần linh gia tiên đó, hướng về Tây Tứ Trạch thì nó sẽ tốt hơn. Còn Phật thì thế nào cũng được. Đấy, đây là những gia đình mà có điều kiện là vừa vừa, có phòng thờ riêng, nhưng chỉ một phòng thờ, thờ cả hai ban thờ thì lấy ban Phật phải to hơn, cao hơn ban thờ gia tiên một chút, và hướng nào cũng được. Còn ban thờ gia tiên thì bé hơn, thấp hơn ban thờ Phật một chút, nhưng mà lấy theo cái hướng chính của chủ nhà. Ví dụ tôi lấy ví dụ như chủ nhà là nam, sinh năm 1950 chẳng hạn. Tính nhanh nhé, nam sinh năm 1950, 50 100 trừ 50 còn lại 50 đúng không, 50 nhân với 9, 5 9 45 dư 5, 1 khảm 2 khôn 3 chấn 4 tốn, ngũ trung cung. Ngũ trung cung thì nam thuộc về Tây Tứ Trạch, người sinh năm 50 thì người vị nó thì hợp với hướng Tây là 1 Tây Nam là 2 Tây Bắc là 3 và Đông Bắc là 4. Hoặc là nam sinh năm 65 chẳng hạn, ví dụ thế, nam sinh năm 1965 thì 100 trừ 65 còn 35 đúng không, còn 35 thì 39 27 28 29 30 31 32 33 34 35 27 89 50 1 2 3 4 35 3 6 8 dư 8. 1 khảm 2 khôn 3 chấn 4 tốn ngũ trung cung 6 càn 7 đoài 8 cấn thuộc về thổ, cũng thuộc về Tây Tứ Trạch. Thì vị này cũng gì, cũng là hợp với hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Ví dụ thế. Ví dụ là nữ sinh năm 1970 chẳng hạn. Nữ thì lại công thức tính của phong thủy nó lại khác. Một chút, nữ sinh năm 70 hoặc cộng 5 là 75 trừ 4. Có cách là cộng 5 hoặc trừ 4. Thế cộng 5 là 75. 98 72 73 74 75 1 khảm 2 con 3 chấn. Nếu mà nữ là chủ nhà sinh năm 75 thì thuộc mệnh chấn, thuộc về Đông Tứ Trạch, thì hợp với hướng Đông, Đông Nam, Đông Bắc và Tây Bắc, vân vân. Đó là cái cách tính về mệnh phong thủy. Chúng ta cũng nhớ là mệnh phong thủy nó khác với mệnh mệnh chúng ta xem tử vi nhé. Mệnh tử vi khác với mệnh phong thủy. Mệnh tử vi á, nó chỉ là xem ngày giờ, xem những cái ngày giờ tốt xấu, đi đường, làm ăn các thứ mà thôi. Còn mệnh phong thủy á, là cái người ta tính cho làm nhà, làm cửa, vợ chồng lấy nhau, vân vân. Đấy là theo về thuyết phong thủy. Chúng ta cũng nhớ cái đó, cũng biết thêm cái đó. Cho nên đấy, chứ gia đình nào mà điều kiện vừa vừa, có một phòng thờ riêng thì cho thờ hai ban, ban Phật và ban gia tiên riêng. Đấy là phòng thờ rộng rãi đấy, thì thờ như vậy đó. Còn gia đình nào mà điều kiện vừa phải, cái phòng thờ bé
thì cho làm một cái ban thờ, có phòng thờ riêng nhưng mà cái ban thờ bé, có phòng thờ riêng nhưng mà cái phòng nó bé bé, khoảng độ 7-8 mét vuông, chục mét vuông gì đó chẳng hạn, thì làm một cái ban thờ thôi, làm một ban thờ, thì đóng một cái kệ cao hơn khoảng 20 phân so với cái mặt ban thờ ở dưới, thì cái kệ ở trên thì để được một cái bát hương thờ Phật là được. Còn ở trên tường á thì treo cho bộ bức ảnh. Ngày xưa thì cụ tổ cụ tu Mật Tông cho nên cụ hay treo ảnh của Mật Tông, bộ ảnh Mật Tông là đầy đủ. Ví dụ bây giờ chúng ta tu tịnh độ thì chúng ta treo cho bộ bức ảnh Tây Phương Tam Thánh, hoặc là chúng ta treo thì Đức Phật A Di Đà, một bên Quán Âm, một bên Địa Tạng thì cũng được. Chúng ta treo ba bức ảnh riêng như thế cũng được. Hoặc nếu mà chúng ta muốn thờ Đức Phật Thích Ca thì chúng ta thờ Đức Phật Thích Ca và Văn Thù Phổ Hiền, hoặc là Đức Phật Thích Ca và Quán Âm Địa Tạng đều được cả. Nếu chúng ta muốn thờ chung cả thế cũng được, hoặc là chúng ta thờ bức ảnh Tây Phương Tam Thánh, ở dưới chúng ta làm một đức pho tượng Đức Phật Thích Ca thì cũng được. Nhưng mà thường như vậy là ban thờ nó phải to to. Còn ban thờ mà không to thì thường chỉ làm trên treo ảnh, cái trên tường thì treo ảnh, chính giữa trang nghiêm, còn phía dưới ảnh đó, tức là trên cái kệ đó là một cái bát hương thờ Phật, để được cái hai cái mâm bồng nhỏ nhỏ để đĩa, thanh bông hoa quả, một bên để bánh kẹo, một bên để hoa quả trong ngày cúng là được rồi. Và đặc biệt là để được ba chén nước đấy, hoặc là để ba cái bát nước, hoặc nếu không thì một bát nước cũng được. Nếu ban nó bé quá thì một cái bát nước, cái bát nước cúng ấy, hoặc là một chén nước cúng cũng được đó. Đó, để lọ hoa đấy, để lọ hoa cúng Phật ở trên đấy, thế là ổn rồi. Đấy là ví dụ như phòng thờ nó bé bé, có phòng riêng nhưng mà nó bé, thì trên cái kệ trên đóng một cái kệ dài, rộng thì tùy theo. Ví dụ ban thờ mà nhà mình mà dài khoảng độ tầm 1m75 hoặc 1m95 chẳng hạn, thì chúng ta đóng cái dài khoảng bằng 2/3 cái bản đấy là được. Chọn vào cái cung cái số đỏ, cái số ở cái thước lỗ ban cái thôi, cứ cái cung đỏ là được. Chúng ta nhớ nha, thước lỗ ban đó thì chúng ta rút cái thước ra thì phía dưới này là xem về phần thờ phụng, còn cái phía bên trên á, cái nửa bên trên á là xem về trần phần mái nhà nhé. Đó là không có không biết là chúng ta xem là lại nhầm đấy. Cái thước lỗ ban đó thì chúng ta cứ rút cái thước ra thì cái phần cái nửa nó có hai nửa, có cái vạch đen chạy dọc từ dưới lên cái phần nửa dưới của mình này, thì cái đấy là xem về thờ phụng và đồ phong thủy, nhà cửa, bàn ghế vân vân, đo đạc, cứ vào cái số đỏ là cung đẹp, cứ vào cái chữ đỏ là cung đẹp. Chúng ta nếu không đọc được chữ Hán thì cứ vào cung đỏ, chữ đỏ là cung đẹp. Mà bây giờ họ có cả cái chữ tiếng Việt rồi đấy, ví dụ như cung Phúc Đức, cung Vượng, cung Tài vân vân, tức là cung Tài Lộc đó, cung Phúc Đức, cung Vượng và cung Người Quý Tử vân vân đó. Ví dụ như làm ban thờ mà nhà nào mà cầu sinh con trai á thì thường là họ làm cái ban thờ vào đúng cái cung để quý tử. Đấy, cái này chúng ta biết là về phong thủy họ cũng nhiều cái nó cũng cũng hay lắm chứ không phải không đâu. Tất nhiên thì nói để mà rốt ráo như là đạo Phật chúng ta thì chưa, vì họ mới ở trong cõi phàm thôi mà. Họ là thánh của cõi phàm, còn Đức Phật là gì? Là thánh của thánh, thánh trung thánh, vương trung vương, thì đương nhiên là phải ra khỏi gì, ra khỏi ba cõi rồi. Đó. Còn chúng ta biết là lão tử tu hành cũng hướng đến thành tiên, mà thành tiên thì cũng là ở trên các cõi trời thôi, mà cõi trời thì vẫn bị chịu sự chi phối của luân hồi, của nhân quả. Anh mà vẫn chưa thoát khỏi ba cõi, vẫn chưa được giải thoát hoàn toàn thì hưởng hết phúc, anh vẫn bị xoay lại nhân gian bình thường. Cho nên là những cái gì, những cái mà thuyết họ nói ra như thuyết phong thủy nó là tương đối thôi, nó tương đối thì không phải tuyệt đối được, nó là tương đối. Tất nhiên nó cũng có cái lợi ích nhất định. Ví dụ như mình ốm
thì mình phải đi bác sĩ, và bác sĩ họ khám ra bệnh, họ cho thuốc, thì cái thuốc đó gì nó giúp cho gì cơ thể của chúng ta được tăng sức đề kháng để chống lại, đánh lại gì cái loại virus, cái loại mầm bệnh mà gì xâm nhập vào cơ thể của chúng ta đó. Thì cái vấn đề phong thủy học nó cũng tương tự như thế các quý vị. Nếu chúng ta mà phát biểu phong thủy chẳng có cái lợi ích gì cả thì chẳng khác gì chúng ta nói rằng người ốm đi bác sĩ chẳng có lợi ích gì cả. Phong thủy nó cũng như là thuốc để chữa bệnh cho người bệnh, giống như bác sĩ. Cái người thầy mà giỏi phong thủy cũng giống như bác sĩ. Bác sĩ có thể khám được bệnh cho các bệnh nhân, nhưng không phải bệnh nhân nào cũng khám được, bệnh nhân nào cũng chữa được. Có những bệnh nhân thì cái nghiệp của bệnh nhân nặng thì có khám được bệnh, uống thuốc gì đúng bệnh đúng thuốc, nhưng mà bệnh nhân vẫn chết. Đấy thì trong kinh Dược Sư nói đó là những người đó là kém phúc, những người đó là tội nặng, tội chướng sâu dày. Cho nên là cho dù bác sĩ có khám ra bệnh, đưa cho thuốc đúng, thuốc hay, thuốc tốt, nhưng mà uống vào gì vẫn bị chết. Đấy là gì? Đó là những mệnh của họ đã hết, hoặc là tội của họ gì chất chồng. Cho nên là gặp đúng thầy đúng thuốc nhưng mà không khỏi bệnh là như thế. Thì phong thủy cũng như thế, có những ông thầy phong thủy xem cho gia đình nhà mình họ làm đúng, nhưng mà chúng ta không được hưởng phúc. Vì sao? Vì mình làm những việc ác, làm những việc xấu, cái nhân lành của mình đã hưởng hết. Bây giờ là cái lúc quả báo xấu thì nó ập tới, thì cho dù có phong thủy tốt đến đâu cũng không giúp được gì. Cũng tương tự như vậy, bác sĩ có giỏi đến đâu cũng chẳng giúp được người mệnh đã hết vậy. Cho thuốc hay đến đâu cũng chẳng thể cứu chữa được vậy. Đó. Tôi lấy một cái ví dụ như thế, nó rất dễ hiểu mà nó gần là tương đồng với nhau nhất, để các Phật tử chúng ta dễ mường tượng, dễ hiểu. Còn Phật Pháp là ra ngoài khỏi ba cõi rồi. Cho nên chúng ta thấy là cũng có lúc trong cuộc sống chúng ta phải dùng các phương tiện để mà dẫn dắt chúng sinh, như là bác sĩ ấy. Các bệnh nhân đến thì khám bắt mạch, hoặc là gì nghe bệnh nhân kể bệnh, hoặc là bắt mạch, hoặc là đưa ống khám vào tim, hoặc là xét nghiệm qua máu, chụp cắt lớp CT vân vân. Đó, bây giờ có nhiều cách chữa, đông tây y thì càng có nhiều cách chữa nữa. Thì phong thủy cũng tương tự như thế các quý vị, nó cũng đem lại lợi ích cho thế gian chúng ta nhất định, ở cái giai đoạn nhất định nào đó. Cũng giống như bác sĩ, cũng đem lại lợi ích cho thân thể của chúng ta, cho người bệnh nhất định trong một giai đoạn nhất định nào đó. Còn thì bác sĩ có giỏi đến đâu thì cũng không cứu được mệnh, chỉ cứu được gì được thân thôi, thân bệnh thôi, chứ không cứu được đến mệnh của chúng sinh ấy. Chỉ có Phật Pháp gì mới cứu được gì được mệnh của chúng sinh mà thôi. Cho nên chúng ta muốn giải thoát thì phải gì chỉ trai giữ giới, ăn chay tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền chỉ chú vân vân, tu hành thanh tịnh, tâm được chính định, không tham sân si, thì đó là gì? Đó là giải thoát rồi. Hoặc chúng ta niệm Phật được nhất tâm bất loạn, khi xả bỏ báo thân A Di Đà Phật tiếp rước thần thức chúng ta về Tây Phương, thì đó là gì? Là giải thoát rồi. Đấy, Phật Pháp thì cứu mệnh, bác sĩ với thầy phong thủy thì giúp đỡ trợ duyên, cứu cho cái thân bệnh, cứu cho, giúp cho chúng ta trong cuộc sống còn gặp nhiều những khó khăn về tinh thần cũng như vật chất vân vân. Thì nếu mà chúng ta thấy phong thủy mà họ làm đúng, mà chúng ta cũng sống tốt, thờ phụng đúng, làm đúng, thì gia đình đó gì được bình an, được mạnh khỏe. Mà chúng ta biết bình an mạnh khỏe thì làm ra đồng nào thì
tiền nó gì nó trụ lại thôi. Còn nếu không bình an, không mạnh khỏe, làm được đồng nào thì đem đi viện hết, biếu bác sĩ hết thì cũng bằng nhau. Đúng không? Đó. Các cụ ngày xưa nói không ốm không đau làm giàu mấy lúc mà, đúng không? Đấy, không ốm không đau làm giàu mấy lúc. Cứ khỏe mạnh bình thường ấy thì làm gì, dần dần nó sẽ đủ ăn và sẽ dư giả thôi. Chứ còn cứ ốm đau từ chỗ giàu thành chỗ nghèo. Đó. Cho nên ấy, cái phong thủy ở trong cuộc sống này, bây giờ tôi lấy một cái ví dụ để dễ hiểu, chúng ta dễ hiểu, giống như y như bác sĩ ấy, bắt mạch, khám bệnh và kê đơn cho thuốc. Chúng ta uống thì đúng bệnh đúng thuốc thì bệnh dần dần sẽ thuyên giảm, sẽ khỏi, thì chúng ta được mạnh khỏe để mà làm ăn, vân vân. Thì cái phong thủy mà chuẩn chỉ thì cũng tương tự như thế, chúng ta dễ hiểu. Cho nên đấy, thờ phụng rất quan trọng các quý vị, cũng quan trọng lắm, không phải đơn giản đâu. Đấy là nói này, đang nói là những gia đình mà thờ cái phòng thờ vừa vừa bé bé xinh xinh mà thờ cả ban Phật, ban gia tiên luôn ấy, thì một cái ban Phật với gia tiên nó thờ chung như thế thì đóng một cái kệ dài thì khoảng bằng 2/3 cái ban thờ chính là ban thờ gia tiên đó, cái kệ đó cao khoảng 20 phân. Và rộng ấy, thì chúng ta cứ cho khoảng bằng một nửa cái ban thờ thờ thần linh gia tiên, thế là được. Ví dụ ban thờ thần linh gia tiên là rộng 1 mét thì chúng ta cho khoảng độ gì 50, hoặc rộng 1m2 thì chúng ta cho 60. Và đặc biệt này, đấy chúng ta phải xem vào cái cung đỏ nhé, và cái thước đỗ ban, cái cung đỏ đóng về chiều dài, chiều rộng, chiều cao đều lấy vào cái cung đỏ của cái thước đỗ ban ấy. Thì bây giờ thước đỗ ban nó bán đầy ra rồi. Ngày xưa thì bằng chữ Hán thì ai không học chữ Hán không đọc được, nhưng bây giờ họ dịch ra tiếng Việt hết rồi, chúng ta biết hết rồi. Mà bây giờ mà những cái ban thờ mà họ đóng sẵn đó thì họ đều xem một thước lỗ ban hết rồi, vào cung đẹp hết rồi, chứ vào cung xấu thì chả ai họ mua đâu. Họ đo mà họ thấy mà cái là họ không mua đâu. Thì ế ngay, lỗ chỏng vó lên ngay. Cho nên là những người làm thợ mộc bây giờ họ cũng rất là biết, mà bắt buộc họ phải biết, không không biết vì họ đến bây giờ người đi mua đến là đo, mà vào cái cung xấu, mà về cung họa hại chẳng hạn, hoặc cung thọ tử chẳng hạn, hoặc cái cung gọi là tử tuyệt chẳng hạn, hoặc cái cung thất thoát chẳng hạn, vân vân, thì chả ai dám mua cái ban thờ đó về để thờ cả. Đấy. Mà người mà đi mua ban thờ bây giờ đại đa số họ cũng biết cả. Tất nhiên cái ban thờ đó thì chúng ta cũng phải xem tùy vào cái phòng của mình cho nó hợp lý. Nó phải được phong thủy, nhưng mà đẹp cả gì về thẩm mỹ đó, về con mắt nữa. Vì cái phòng thờ nó bé mà chúng ta đóng ban thờ to quá thì nó chật thì cũng không nên. Mà ban thờ, cái phòng thờ nó to mà chúng ta đóng cái ban thờ bé tí tí tị ra thì vào nó thì nhìn nó toàn loạn ra cũng không đẹp. Có nghĩa là về thẩm mỹ ở trong cái phòng thờ chúng ta nhìn cũng phải bắt mắt nữa. Vào nhìn cái ban thờ nó phải trang nghiêm, thanh tịnh, phải trang nghiêm thì chúng ta mới phát khởi, dễ phát khởi cái thiện tâm được. Đấy là cách gì? Thờ cho những gia đình có phòng thờ riêng. Còn những gia đình có phòng thờ riêng nhưng mà không muốn để cái kệ thì là cũng có một cách. Đó là làm cái ban treo tường cũng ở lên trên ban, trên cái ban thờ ấy, nhưng làm là cái treo tường lên, treo tường lên ban trên, đóng nhỏ nhỏ hơn nhưng mà để treo tường cách khoảng độ tầm 40-50 phân gì đó cũng được, tức là cái ban nhỏ hơn để lên trên thì mình thờ cái bát hương thờ Phật với cái pho tượng Phật, hoặc là cái tranh ảnh Phật là Bồ Tát là cũng được. Cái đấy cũng có một cách, như thế thì cũng tùy duyên theo các gia đình Phật tử chúng ta thích cái gu thẩm mỹ nào thì chúng ta theo cái đó.
có thể là treo cái ban thờ treo tường lên ban trên cùng với ban thờ Phật, ban thờ thần linh gia tiên cùng với hướng đấy, vì cái phòng nó bé mà, nếu chúng ta để sang bên trái bên phải nó bé quá, để thờ cùng như thế thì nhìn cái vào cái phòng thờ nhìn nó trang nghiêm hơn. Thế, treo cái ban thờ bắn lên trên tường thì thờ Phật, chứ trên đấy chỉ cần một cái bát hương, để đĩa hoa quả, lọ hoa, bát nước cúng, và có thể là một pho tượng Phật nhỏ nhỏ và cái tranh Tây Phương Tham Tánh hoặc là tranh Phật Thích Ca Văn Thủ Hổ Hiền thì cũng được, tùy theo, hoặc Thích Ca Quan Âm Địa Tạng thì cũng được, tùy, hoặc là Thích Ca A Nan Ca Diếp thì tùy. Thường Thích Ca thì đi với Văn Thủ Hổ Hiền, hoặc là Thích Ca đi với Quan Âm và Địa Tạng thì cũng được, hoặc là Tây Phương Tam Thánh, hoặc là thờ một vị Bồ Tát Địa Tạng hoặc một vị Bồ Tát Quan Âm thì cũng được, hoặc một Đức Phật Thích Ca, một Đức Phật Di Đà, hoặc là một Đức Phật Di Lặc cũng được. Đấy là tùy theo cái sở thích của gia chủ, của các Phật tử chúng ta. Thì đấy là cách bài trí, thì thầy cũng nêu ra mấy cái cách bài trí như vậy để cho chúng ta thích cách bài trí nào thì chúng ta sẽ thờ theo cách đó. Chúng ta sẽ nhờ các sư hay là tư vấn cho, hoặc là mình tự làm thì tùy theo. Hoặc chúng ta nhờ các sư đến làm thì chúng ta thích như thế thì chúng ta cứ bạch với các thầy, các thầy sẽ hướng tâm để làm chúng ta theo cái ý chúng ta thích đó. Và một cách nữa đó là nếu mà gia đình mà ở chung cư, chúng ta biết ở chung cư thì rất là bé, có nhà thì có 3-4-50 mét vuông thôi, mà trong đó thì cả phòng ngủ, phòng bếp, nó hai phòng ngủ rồi, một phòng khách, phòng khách và các thứ rất tần tật ở đó, rồi vệ sinh, rồi bếp núc ở trong 4-5-60 mét vuông ấy, thì hai phòng ngủ, một phòng ngủ vợ chồng, một phòng ngủ các con rồi mà. Thì thường nhà chung cư nhỏ nhỏ thì thường như thế, còn mà nhỏ quá thì nó có một phòng ngủ, một phòng khách, một cái bếp, vệ sinh, thế là hết, thế là ở hai vợ chồng, chưa có con cá ở mình thì kiểu thế là vừa. Thế thì những cái phòng nhà chung cư nó bé như thế thì cũng có hai cách. Cách thứ nhất, bây giờ họ cũng có cái bàn đóng cái ban thờ, cái bàn như thế này đằng sau thầy này, nhưng nó bé thôi, bé lắm, cái ban thờ mini, cũng là bàn, cái ban thờ có chân. Và dưới có cái kệ để kéo ra kéo vào để cỗ nữa, cũng rất là đẹp. Chỉ dài khoảng độ tầm 1m07 hoặc 1m2, rộng khoảng độ tầm 4 mấy hoặc 50 thôi. Đấy. Cao cũng khoảng độ tầm 1m hoặc 1m07 hoặc 1m2, tùy theo cái gia đình nào thích cao nhỏ. Đấy thì cũng có. Cái nếu mà ở chung cư dạng 60 mét trở lên mà có phòng khách riêng, phòng thờ, hoặc là nhà không ở hết, có khoảng 3 phòng ngủ chẳng hạn, 80 mét đến 100 mét có khoảng 3 phòng ngủ, thì chúng ta để lại một phòng để thờ, chỉ ở hai phòng thôi, còn một phòng tiếp khách. Thế thì cũng có thể để một phòng thờ riêng thì cũng được. Hoặc là và thiết kế phòng chung cư mà nó có cái ngoài phòng khách mà có chỗ nào mà nó phù hợp, để hợp với cái mệnh của chủ nhà, thì để cái ban thờ nhỏ nhỏ đấy cũng được, cũng rất là đẹp. Để phòng khách ấy, cũng được, rất là đẹp. Thì nhỏ nhỏ như thế thì không phải bát hương thờ Phật đâu, thì chỉ cần là gì ạ, một cái bát hương thần linh, một cái bát hương gia tiên, một cái bát hương tổ cô tổ cậu, và có cái bức tranh Phật ở trên, thế là được. Chúng ta chiêm bái cung kính đỉnh lễ gì, đỉnh lễ Phật bằng cái tâm hương chúng ta thì gửi vào hết vào cả cái bát hương thần linh đấy cũng được. Đấy là cái trường hợp mà gọi là nhà quá nhỏ thì chúng ta treo ảnh Phật lên đó là được rồi, ảnh Phật, ảnh Bồ Tát lên trên ban, trên cái ban thờ gia tiên nhỏ nhỏ ở trong tư gia chúng ta, thế là cũng được rồi. Đấy là một cách thờ ban thờ có chân nhưng mà nó nhỏ. Còn cách nữa thì thờ ban thờ treo ở trên tường. Ban thờ treo trên tường thì thường thường ấy thì chúng ta cũng nên thờ ba cái bát hương, một cái thần linh, một cái gia tiên, một cái tổ cô tổ cậu. Còn nếu chúng ta muốn thờ thêm thêm Phật nữa chẳng hạn, thì chúng ta làm cái ban thờ treo to to ra một chút, thì chúng ta cũng đóng một cái kệ nho nhỏ để vừa cái bát hương thờ Phật để lên trên một tí, cao khoảng độ
10 phân hoặc 20 phân thì đặt lên trên cái mặt ban thờ thần linh gia tiên ấy. Như thế là cũng được rồi, cũng trang nghiêm, cũng rất trang nghiêm. Nhà nhỏ nhỏ thế, trên thì làm cái tay chanh Tây Phương Tam Thánh, chanh Thích Ca, Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng vân vân, thì đó tùy theo chúng ta thích ấy. Chư Phật Bồ Tát nào thì chúng ta thờ cái chanh ấy. Thì một cái bát hương ấy, ở trên cái kệ nhỏ nhỏ đấy, cỡ khoảng 16, 18 hoặc 20 gì đó là vừa. Thì cái cỡ bát hương thì thần linh với gia tiên thì thường cho bằng nhau là vừa. Xin lỗi, thờ Phật với là thần linh ấy, bằng nhau là vừa. Ví dụ cái thờ Phật 20 thì cái bát hương thần linh ở dưới cũng 20. Hoặc là nhỏ hơn một chút, thờ Phật 20 còn thần linh là 18, còn gia tiên với tổ cô tổ cậu là 16. Kiểu thế thì là nhìn là vừa bắt mắt vừa đẹp. Thì chúng ta cứ xem mệnh, mà mệnh thuộc Tây Tứ Trạch thì chúng ta cứ dùng bát hương này, bát hương đồng hoặc là bát hương sứ màu vàng, thế là phù hợp. Còn mệnh mà Đông Tứ Trạch thì chúng ta dùng sứ màu xanh, sứ màu xanh, đồ thờ và sứ màu xanh. Đồ thờ tức là mâm bồng này, rồi bát nước cúng này, rồi vân vân, đèn đấy các thứ, nó chúng chuyển về màu xanh. Những người Đông Tứ Trạch thì ngày xưa chúng tôi đi thì giả cụ tổ hương thì cụ thường hay hướng dẫn Phật tử như vậy. Mà về phong thủy thì nó cũng mệnh tương sinh tương khắc, thì chúng ta lấy tương sinh thì nó sẽ tốt hơn là lấy tương khắc vân vân đó. Cho nên từ đây mà luận ra thì cái trường hợp Phật tử ở trong Vũng Tàu này, với người khác thì không biết như thế nào thì thầy không biết, nhưng mà về quan điểm của thầy, thầy khuyên Phật tử này không nên thờ ban thờ Phật ở trong phòng ngủ của mình. Vì phòng ngủ của mình ấy, thì không nên, kể cả phòng chung cư hay là phòng gì gì đó, mình không nên thờ Phật ở trong phòng ngủ của mình, không nên. Các vị thấy phòng của thầy, thầy cũng có thờ Phật đâu, không thờ Phật. Mình có để cái chanh hay là cái gì đó thì mình để phía trên đầu giường của mình ấy, hoặc là giữa cửa ra vào, đi ra đi vào, mình nhìn thấy cái chanh coi như mình treo để mình chiêm bái thôi. Chứ mình không thờ theo kiểu như là bốc bát hương, như là đặt ban thờ. Chúng ta chỉ treo một cái bức tranh thôi thì được. Treo một cái bức tranh ấy, hoặc một vài bức tranh ở trên phía đầu giường ngủ của mình, thế nhớ là treo bên đầu giường nhé, chứ đừng có đặt phía chân mình đạp xuống thì cũng không tốt. Có người nói rằng mình treo phía dưới chân mình nằm, mình nhìn cái là nhìn thấy ngài luôn. Không nên. Chúng ta cũng không nên về sự tướng là không nên như thế. Về sự, về lý thì 10 phương chư Phật pháp thân đâu đâu mà chẳng là Phật. Tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật đó. Nhà thiền nói rồi, đâu chẳng là Phật ấy, mà nói được như thế mà làm được như thế thì còn gì mà phải thờ nữa, còn gì mà phải tranh ảnh là tượng Phật làm gì nữa, còn lập ban thờ làm gì nữa. Tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật, mà đâu đâu cũng là Phật rồi thì chúng ta nói về sự làm gì nữa. Nên chỉ e rằng chúng ta chưa làm được như thế, miệng thì nói như vậy mà hành xử chưa được như thế thì phải xem xét lại. Lý sự viên dung thì mới tốt vậy. Vì vậy mà trường hợp Phật tử ở Vũng Tàu này thì khuyên là không nên lập ban thờ ở trong phòng ngủ. Kể cả tất cả các Phật tử chúng ta cũng thế, thầy cũng khuyên là không nên lập ban thờ trong phòng ngủ. Có treo cái bức tranh Phật, cái tranh ảnh Phật hoặc Bồ Tát lên trên phía đầu giường ngủ chúng ta, để chúng ta cảnh tỉnh, hoặc trước cửa ra vào cái phòng ngủ chúng ta, để chúng ta gọi là cảnh tỉnh, nhìn thấy Phật để chúng ta chiêm bái cảnh tỉnh, tâm khởi lên tham sân si liền, nghĩ rằng ở trên đầu giường ngủ mình có tranh ảnh Đức Phật đang nhìn mình, không được tham sân si vân 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 vân. Đấy là phòng mình ở một mình, trang nghiêm thanh tịnh thì nên treo. Còn đặc biệt những đôi vợ chồng trẻ, hoặc là kể cả vợ chồng vừa tuổi, lớn tuổi, nhưng chúng ta ngủ chung một phòng một giường thì tốt nhất không nên treo tranh ảnh hay là để tượng Phật ở trong phòng ngủ của chúng ta. Vì cái tế nhị thì thầy không cần phải nói, chúng ta biết rồi đúng không? Cho nên tốt nhất trong phòng ngủ, nếu mà những người là vợ là chồng đang có gia đình thì không nên treo tranh ảnh và tượng Phật
ở trong phòng ngủ của mình. Như vậy là không được trang nghiêm, không được thanh tịnh. Chúng ta suy xét. Đây là quan điểm của thầy. Ngày xưa thì đi thì giả cố Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hương thì cụ rất giỏi về cái này. Thì cụ cũng hướng dẫn cho các tín đồ Phật tử, cho các tầng lớp, đủ các tầng lớp ở trong xã hội đến với cụ đều giúp cho hết. Thì tôi chưa bao giờ thấy cụ lập ban thờ cho ai ở trong phòng ngủ cả. Mà chúng tôi đi học cũng ngồi ở dưới ghế nhà trường được tiếp thu ý kiến, được tiếp thu kiến thức Phật học từ nơi chư Tôn Túc, Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, vân vân. Thì cũng 8 năm trời ngồi trên ghế nhà trường cũng không phải là ít. Nhiều cũng chứ không phải là nhiều, nhưng ít cũng không phải là ít. Đặc biệt chúng tôi cũng chịu khó đọc và nghiên cứu cũng rất là nhiều, nhưng mà cũng chưa thấy kinh sách nào khuyến khích chúng ta thờ Phật ở trong phòng ngủ cả. Cho nên trường hợp này thì khuyên là Phật tử này không nên, không nên. Đặc biệt là lập thành hẳn ban thờ ở trong phòng ngủ của mình thì không nên. Kể cả chúng ta là thanh niên chưa vợ hay là con gái chưa chồng cũng không nên. Vì cái nơi đó không phải là nơi để cho chúng ta thì vừa ngủ lại vừa lễ Phật tụng kinh, cúng giảng Phật ở trại chung tất tần tật ở trong cái phòng ấy. Còn nếu gia đình mà chưa hoan hỷ, chưa cho mình thờ Phật đó, thì thôi mình cứ kính Phật ở trong tâm, đi ra chùa mình lễ Phật. Có thời gian đó, mùng một ngày rằm lúc nào rảnh rỗi mình ra chùa mình tụng kinh mình lễ Phật. Còn về nhà thì thôi mình kính Phật trong tâm, mình niệm Phật ở trong lòng mình là được rồi. Còn bao giờ mà mình cảm hóa được người thân á, mà treo được cái không thờ bát hương được thì thôi thì treo cái ảnh Phật ở lên trên ban thờ nhà mình á, thẳng bát hương thần linh gia tiên tổ cô tổ cậu á, ở chính giữa mà đi lên trang trọng ở lên trên thì cũng được. Không cứ là phải có bát hương, có cái tranh Phật là cũng được rồi. Hoặc nếu không á, thì treo giữa một cái bức tường gần cửa đi ra đi vào, cửa đảng nhà mình á, cao cao nó lên, cao khỏi cái đầu mình lên. Thế cao khoảng độ tầm mét rưỡi, mét bảy á, mét chín, hai mét gì đó trở lên là ổn rồi. Đi ra đi vào mình nhìn thấy tranh ảnh, thấy tôn nhan của chư Phật Bồ Tát để mình phát tâm Bồ Đề, đó là cũng được rồi. Chứ còn trong phòng ngủ thì khuyên không nên. Nếu có đi chăng nữa thì những người trẻ chưa vợ chưa chồng chưa gia đình đó, hoặc là các cụ già sống một mình thanh tịnh rồi thì để treo cái bức ảnh lên trên đầu giường ngủ hoặc là trước cửa ra vào để mà gọi là sách tấn cảnh tỉnh mình để tu mà thôi. Đấy, còn đặc biệt là vợ chồng còn ngủ chung giường với nhau thì tốt nhất là tranh Phật cũng không nên treo ở trong đó, trong phòng ngủ. Khuyên như vậy. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi: trong các tuần lễ 35-49 cầu siêu các cụ gia tiên thì hàng Phật tử chúng con có được làm lễ tiếp linh, cúng Phật diệu linh, tắm vong, quy vong và tụng kinh cầu siêu không? Nếu được thì mong sư phụ chỉ bảo cho nghi lễ làm như thế nào cho đúng pháp. Con xin tri ân công đức sư phụ ạ. Nếu là Phật tử, tức là chúng ta đã quy tam bảo rồi nhé. Chúng ta nhớ là Phật tử có nghĩa là chúng ta phải quy tam bảo rồi. Nếu chúng ta chưa quy tam bảo thì chúng ta không thể gọi là Phật tử được. Chúng ta gọi là ông thống thôi. Nếu chúng ta cúng bái thì gọi là ông thống thôi. Hoặc là chúng ta gọi là thiện nam tín nữ thôi, chưa phải là Phật tử. Còn chúng ta quy tam bảo rồi, được là Phật tử rồi á, thì chúng ta nếu mà học được các khoa cúng như là tiếp linh, thỉnh Phật, triệu linh, tắm vong, rồi khóa phóng sinh và tụng kinh, chúng ta làm được thì ở trong các đạo tràng các Phật tử chúng ta thì nếu mà nơi nào mà không có sư, không đoán được các sư đến để làm lễ cho gia đình các Phật tử, khi mà có người 250 quy ẩn tổ tiên thì chúng ta cũng có thể tự đạo tràng chúng ta học và làm cái này được. Nhưng mà nhớ là đi làm là bằng cái tâm
để gieo duyên trợ duyên cho người ta biết đến Phật pháp, và chúng ta gọi là nhân cái việc làm đó mà chúng ta có một chút công đức phúc báo mà thôi, chứ đừng có nhận tiền. Chúng ta đừng có nhận tiền để chi tiêu cho bản thân mình, lại mang nghiệp vào thân, mang họa vào thân. Nếu họ nhất thiết họ cứ biếu cứ cúng á, mình không từ chối được, thì cái số tiền đó mình về mình nói với đạo tràng gì, vào cái buổi lễ tập trung nào đó mình phóng sinh cho họ, hoặc là ra chùa mình cúng dường tam bảo cho họ thì được, còn miễn là chúng ta đừng có tiêu cái đồng tiền ấy cho cá nhân mình thì mình sẽ bị tổn phúc. Cho nên cái trường hợp Phật tử này hỏi là: các Phật tử tại gia chúng con có được làm khóa lễ tiếp linh thỉnh Phật triệu linh tắm vong vào trong tuần 35-49 của các Phật tử ở tại gia hay không? Được, nếu chúng ta mà như lý như pháp học thuộc lòng mà nơi đó gần không gần chùa chiền, không có các sư, hoặc các sư chúng ta thỉnh các sư bận không đến được, thì chúng ta học trong đạo tràng, chúng ta như lý như pháp chúng ta thỉnh chúng ta làm được với cái tâm thành kính để cầu chư Phật Bồ Tát gia trì cho thì vẫn được các quý vị. Đó. Một Phật tử nữa hỏi: Mô Phật, con là Phật tử Ứng Hòa, con xin hỏi sư phụ một câu hỏi như sau. Chùa chúng con có đoán một thầy về trụ trì, dân không đồng ý, chỉ trong nhóm trưởng ban hộ tự đó đoán, không hỏi ý kiến của dân. Trước không có thầy thì hàng ngày chúng con ra tụng kinh niệm Phật, chúng con tụng kinh Địa Tạng thì thầy ấy bảo tụng cho người chết à, không cho chúng con tụng. Chúng con không nghe theo thì thầy bảo đóng cửa chùa. Từ đó chúng con không ra chùa nữa. Xin thầy hoan hỷ bố thí cho chúng con những lời pháp nhũ để chúng con bước trên con đường tu tập ạ. Chúng con nên làm như thế nào ạ? Chúng ta thấy đau không? Thế kỷ thứ 21 này rồi mà còn sư ngu như thế. Tôi phải nói là sư ngu như thế chứ không phải nói là sư ấy nữa. Chúng ta biết là kinh Phật mà bảo là tụng lại cho người chết là thế thì sư như thế gọi là sư ngu còn gì nữa. Tôi nói thẳng lên, như sư như vậy là ngu lắm, chẳng có kiến thức, chẳng có cái kiến thức về Phật pháp gì cả. Đến cái kiến thức sơ bộ, cái kiến thức gọi là nhỏ nhất của người xuất gia cũng không biết nữa thì làm sư làm gì. Sư có nghĩa là gì? Là thầy mà, chứ sư có nghĩa là thầy. Mà những cái kiến thức cơ bản nó cũng không biết được thì tôi chịu thôi, không biết kiểu gì. Đấy, cho nên chúng ta thấy xuất gia mà tuổi trẻ không học, thế về già không có cái gì mà dùng lại như thế. Ngày xưa các tổ nói gì? Xuất gia có ba tấc lưỡi mà không biết thuyết pháp, không biết Phật pháp để hướng dẫn cho dân chúng tu hành đoạn ác, tu thiện thì tổ Quy Sơn của mắng này, đó là Á Dương Tăng. Á là gì? Là câm. Dương là gì? Là con dê. Tổ ví những người xuất gia có ba tấc lưỡi mà không biết truyền kinh giảng đạo hướng dẫn cho dân tu tập đúng chính pháp, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, thì tổ bảo làm sư như thế chẳng khác gì con dê, cả ngày chỉ biết me và gặm cỏ thôi. Chúng ta thấy đau lắm, tổ mắng cho đau lắm. Tổ mắng đau như thế không phải là tổ coi thường những người xuất gia, mà tổ mắng như thế để mục đích là cho gì? Cho những người xuất gia phải chịu khó mà học. Cái gì mình không biết thì phải học, phải hỏi. Đặc biệt là tuổi trẻ mà không học á, già đấy chẳng có cái gì cả, chỉ có mỗi cái đầu chọc với cái tấm áo cà sa thôi á, thì không thể nào mà
gọi là thầy của thiên hạ được, không thể nào gọi là bậc thiên nhân sư chi mô phạm được, không thể gọi là trưởng tử của Đức Như Lai được, không thể gọi là gì xuất gia để thiệu long Phật chủng được. Đó, cho nên chúng ta thấy sư mà lại đi bảo với Phật tử rằng tụng kinh Địa Tạng như thế là tụng cho người chết à, như thế thì nguy rồi. Thế có kinh nào là tụng cho người sống và kinh nào tụng cho người chết? Chúng ta thấy trong Phật giáo có kinh nào Đức Phật nói là kinh này tôi chỉ dành để tụng cho người, tôi dành để tụng cho người chết không? Đúng rồi, là gọi là có thân cao mấy tấc nhưng mà cái trí tuệ thì đúng là chẳng được bằng cái đốt ngón tay vậy. Cái sự hiểu biết về Phật pháp, con đường mà mình đã chọn để xuất gia, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai, vậy mà là đi hiểu như thế thì gọi là không thể nào mà gọi là sư được, không thể nào gọi là sư như thế được. Chứ sư có nghĩa là thầy nhé, rất là quý, là thầy của trời và người, đâu phải là đơn giản đâu các quý vị. Cho nên tôi thường nhắc nhở các đệ tử của tôi, xuất gia tuổi trẻ mà không học, già rồi không học được nữa đâu. Mà lúc đó thầy cũng không còn sống mãi ở trên đời này để mà làm cái chỗ dựa, làm cây cao bóng cả, làm cái ô cái dù cho các con, để các con thoải mái mà ăn mà học mà chơi mà tu qua ngày đoạn tháng như bây giờ đâu. Lúc đó nó sẽ có sự phân hóa, anh em huynh đệ ở với nhau nó không giống như là thầy trò đâu. Chắc chắn rồi đấy các quý vị, thầy trò nó khác. Còn cái bóng thầy ở đấy, anh em huynh đệ ở với nhau á, cho dù bằng lòng hay không bằng lòng á, thì còn không dám ra mặt với nhau vì còn có thầy ở đấy. Nhưng thầy mà khuất bóng đi rồi, anh em huynh đệ mà không bằng lòng nhau nữa thì mạnh đứa nào ở đứa ấy gì? Đứa ấy làm. Mình không bằng lòng thì bị loại ra khỏi cái vòng quay đó thôi. Và lúc đó mình đi đâu? Về đâu? Đi nhận chùa riêng và mình không biết cái gì thì mình ở làm sao được với dân? Mình không tài không đức thì làm sao mà có thể ở được với dân? Làm sao mà dân họ chịu mình? Kể cả mình á, dân họ có mời mình đến mà mình không làm được việc cho dân á, mình không thể làm bậc á chủ pháp vương gia chỉ Như Lai Tạng được á, thì dân họ cũng đuổi mình đi, không sớm thì muộn thôi. Cho nên thầy thường nhắc nhở các đệ tử của thầy, tuổi trẻ là phải học, chịu khó học, chăm học, tìm mọi cách để mà học. Chùa bận đến đâu mình cũng phải tìm mọi cách để mà học. Thầy nói ngày xưa thì mới xuất gia mà thầy đi gánh vôi gánh cát từ dưới chùa cả ở dưới chân núi chùa thầy lên trên đỉnh núi chùa thầy, một ngày bốn gánh vôi gánh cát như vậy, mỗi gánh thì thầy viết một cái đoạn nhỏ nhỏ và cái tờ giấy nhỏ nhỏ khoảng bằng cái lòng bàn tay này cho vào trong túi, vừa đi vừa học. Gánh một gánh cát như vậy học được một đoạn chú đại bi hoặc một đoạn kinh Phật bằng cái mình chép vào cái tờ giấy ở trong lòng bàn tay rồi. Vì từ dưới lên là nghỉ một chặng cho đến hai chặng, thì nghỉ khoảng độ 10-15 phút là lấy ra để học rồi. Các vị thấy được như chúng tôi như hôm nay bây giờ là chúng tôi là cũng phải học nhiều chứ. Tất nhiên là cũng nhờ vào cái sự gia trì khai tâm khai trí của Hồng Ân Tam Bảo, của chư Phật Bồ Tát đó, Thánh Tăng Mười Phương, chư Lịch Đại Tổ Sư vân vân.
Nhưng chúng ta cũng phải là cái người phải chịu thương chịu khó để mà học cả. Chứ nếu không học thì không bao giờ mà biết cái gì đâu các quý vị. Không học không tu thì không bao giờ mà biết cái gì đâu. Đó. Cho nên chúng ta thấy bây giờ rồi, thế kỷ thứ 21 này rồi, hết chiến tranh là 46, 47 năm nay rồi, mà vẫn còn có sư bảo với các Phật tử là tụng kinh Địa Tạng là tụng cho người chết à. Hay như vậy là chúng ta thấy cái trình độ Phật học và cái cách hành xử của cái vị sư này là thiếu trách nhiệm với tín đồ Phật tử, với nhân dân. Chúng ta thấy bộ kinh Địa Tạng à, có chỗ nào Đức Phật nói là thuyết kinh Địa Tạng để tụng cho người chết đâu. Phật thuyết ở tại cung trời Đao Lợi cơ mà. Mà thuyết tại cung trời Đao Lợi là vì ai mà thuyết? Vì thân mẫu ma gia của mình mà thuyết. Vì Ngọc Hoàng Thượng Đế là Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca đó thỉnh Phật lên cung trời Đao Lợi để thuyết. Cho vừa là để một công đôi việc. Một là Ngài vừa thuyết được cho gì? Cho mẹ Ngài, Ngài nghe. Hai là vừa để cho chúng chư thiên ở trên các cõi trời Đao Lợi và các cõi trời khác vân tập đến được nghe. Chúng ta thấy có phải Đức Phật vào trong địa ngục để thuyết kinh Địa Tạng đâu mà là phải thuyết cho người chết. Kể cả Đức Phật thuyết kinh trong địa ngục đi chăng nữa thì kinh đó cũng là để phá mê khai ngộ. Kinh đó cũng là để gì ạ? Để là hướng dẫn cho chúng ta bỏ tà theo chính. Tôi chẳng thấy kinh nào Đức Phật thuyết ra để cho chúng ta tụng để cho người chết cả. Nếu nói như vậy chúng ta thấy tụng kinh A Di Đà, các sư ở các trường hạ miền Bắc bây giờ tụng kinh A Di Đà thì ví dụ 3 tháng ăn cư đại đa số tụng kinh A Di Đà, đúng không? Cầu an cầu siêu tất cả đều kinh A Di Đà hết đó. Thế vào kinh A Di Đà là kinh cầu an hay cầu siêu đó. Các sư miền Bắc chúng ta đại đa số là tụng kinh A Di Đà vào 3 tháng ăn cư kiết hạ. Vì tôi cũng đi ăn cư nhiều rồi mà. Đại đa số tụng kinh Di Đà. Vậy trong khóa thời kinh cầu an cũng tụng kinh Di Đà xong đọc sớ cầu an, đến cầu siêu cũng tuyên sớ cầu siêu, như nhau cả. Vậy chúng ta xếp kinh Di Đà là cầu an hay cầu siêu? Chúng ta tụng để cầu vãng sinh Tây Phương, đấy là cầu siêu còn gì nữa. Thế tại sao lại đi đọc sớ cầu an? Nếu mà chúng ta nghĩ theo cái cách nghĩ và hiểu theo cái cách hiểu đó, gọi là chẳng khác gì cái bà bán tôm bán tép mù chữ ở ngoài chợ thì không nói làm gì. Đó, chúng ta thấy. Cho nên ở đây thầy thấy là các Phật tử nói rằng chùa của dân chỉ có một nhóm ở trong ban hộ tự ở thỉnh sư về thôi, nhân dân thì không được họp được biết gì cả, không có ý kiến gì, chưa được có ý kiến, không được họp được biết gì. Thường thường các thầy đi nhận chùa là lề về họp dân nhé, họp dân, họp ban hộ tự là họp dân, họp cả đại diện chính quyền địa phương họp hết đấy nhé. Thì đồng ý ra thì mới đầu mới làm đơn làm từ. À, thì không phải là đơn giản đâu, vì chùa là của toàn dân mà, đâu có phải mấy bà hộ tự có quyền này hết đâu. Dân cử mấy bà hộ tự ra thôi để trông chùa thôi, nhưng khi cái việc lớn là phải họp dân, họp dân rồi ban lãnh đạo thôn, bí thư thôn trưởng, trưởng ban mặt trận, rồi chi hội phụ nữ, rồi vân vân đó, rồi hai giới các cụ đấy. À, miền Bắc chúng ta là thế đấy. Thì khi về nếu mà sư mà
ở với dân mà hợp thì không nói làm gì, sư mà không hợp về cơm không lành canh không ngọt á, dăm bữa nửa tháng á, sư với dân thì trục trặc với nhau á, thậm chí là kiện cáo nhau đơn từ thì mệt mỏi lắm. Cho nên là tốt nhất này là cứ phải họp dân á, để lấy ý kiến là rộng rãi. Riêng tôi là trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Ba Vì hai khóa này, tôi là chưa bổ nhiệm cho các thầy về luôn đâu, mà tôi bảo hướng dẫn cho dân là một cái đơn gọi là thỉnh sư về phục vụ tín ngưỡng, tức là về để cúng mồng một ngày rằm, 35, 49, thất chay tuần, vân vân. Thế là trong chùa của dân có việc gì thì thỉnh sư về làm lễ một thời gian 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm gì đó đã. Khi đó bao giờ giữa nhân dân và sư thì hợp nhau, sư với vãi, các cụ ngày xưa nói sư với vãi phải như vải với nâu mà, hợp nhau rồi thì khi đó tôi mới cho làm đơn để thỉnh sư cúng chùa. Dân thì làm một cái đơn là thỉnh sư và cúng chùa, sư thì làm cái đơn là xin là phát nguyện là trụ trì. Khi đó mới lấy chữ ký của ban lãnh đạo thôn, hai giới các cụ và già vãi đại diện cho Phật tử ở trong chùa, đem lên xã họ đóng cái dấu vào đó là đồng ý với nội dung đơn thỉnh sư của chùa A, chùa B, vân vân. Lúc đó mới ban trị sự mới làm công văn đồng ý và kính chuyển lên thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội xem xét và bổ nhiệm trụ trì, hoặc là bổ nhiệm kiêm nhiệm trụ trì. Vì đó mà trụ trì một ngôi chùa thành phố Hà Nội rồi thì theo như nội quy ban tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, một vị sư ở Hà Nội chỉ được trụ trì một ngôi chùa và kiêm nhiệm không quá hai ngôi chùa trong địa bàn thành phố. Đấy. Thế là gì? Chỉ được không được quá ba ngôi, một ngôi thứ nhất là trụ trì, còn hai ngôi kế tiếp là kiêm nhiệm trụ trì. Đấy, chúng tôi làm chặt chẽ như thế. Cho nên suốt cả chục năm nay là không có cái chuyện nhân dân với sư là kiện cáo nhau. Khi mà những vị sư chúng tôi đưa về á là không có. 10 năm nay là trên địa bàn Ba Vì chúng tôi là chưa không có vị nào là kiện cáo nhau giữa sư với dân cả. Còn những vị trước đấy á thì có. Những vị đưa về trước khi tôi làm trưởng ban trị sự á thì có một vài trường hợp kiện cáo nhau cũng suốt ngày, cũng mệt lắm. Nhưng mà được cái thì mình cũng có cái uy, cho nên là dân tình hay là các sư đến là mình phân tích, mình giải thích cho các thầy với các dân là lại thôi là rút đơn về, không ai đưa đơn kiện vượt cấp lên trên thành phố cả. Ngoài cái việc cái uy ra là mình cũng phải hướng dẫn cho người ta làm đúng, hướng dẫn cho giữa sư với nhân dân với chính quyền địa phương á, mỗi bên thì lụi đi một tí, mỗi bên lún đi một tí, mỗi bên thông cảm hoan hỉ cho nhau một tí, thế là hòa bình thôi, có gì đâu. Một số các quận huyện là trên địa bàn thành phố chúng ta là cứ để cho giữa sư với dân hoặc là sư với chính quyền kiện nhau ầm ĩ, thậm chí kiện nhau lên cả trên trung ương giáo hội, khổ. Đấy cũng thể hiện là cái trình độ của cái ban trị sự ở quận huyện đó, đặc biệt là cái vị trưởng ban, làm sao đó cho nó hài hòa được giữa các sư các vãi với lại chính quyền địa phương, quan trọng lắm, phải hướng dẫn cho họ. Còn cái trường hợp như thế này á, thầy nghĩ rằng thôi dân đã đoán sư về rồi thì các Phật tử chúng ta thì cũng hoan hỉ đi. Cũng không nên, chúng ta không nên tranh giành là đấu đá ở trong dân làm gì cho nó phức tạp ra. Chúng ta không nên nói rằng chúng dân chúng tôi chưa họp, chỉ có mấy bà trong ban hộ tự đoán sư về không xin ý kiến của dân, thì bây giờ dân về dân không bằng lòng rồi lại đi kiện đi cáo nhau, rồi không nên. Chúng ta không nên. Người tu chúng ta dù thế nào đi chăng nữa, đã là Phật tử dù thế nào đi chăng nữa không nên đi kiện cáo. Đặc biệt là kiện cáo sư. Vị sư đó thì tốt,
đúng chính pháp thì chúng ta ra chùa, chúng ta chấp tác làm công quả, chúng ta hộ pháp cho thầy. Còn vị sư đó thì không đúng chính pháp thì thôi, chúng ta ở nhà, chúng ta tu tại gia. Có duyên ở chùa nào đó thì chúng ta đến, chúng ta thì thỉnh thoảng chúng ta đến, chúng ta gần gũi. Bây giờ nghe trên mạng các thầy giảng đầy hết rồi mà, chúng ta đấy mà nghe mà, xong rồi chúng ta tu ở nhà. Thỉnh thoảng thì chúng ta có duyên với chùa nào đó, thầy nào đó thì chúng ta đến nơi đó, chúng ta thân cận học hỏi. Còn thì cũng không nên nặng nề làm gì cho nó phức tạp và vấn đề ra, mà chúng ta phạm vào cái tội gọi là làm cho ly gián giữa tăng ni và gì và nhân dân, hoặc là tăng ni và chính quyền địa phương, như vậy là không tốt. Ai thầy không biết, nhưng riêng quan điểm của thầy, đã là người xuất gia thì không nên dính dáng đến cái việc kiện cáo giữa mình và nhân dân hoặc mình với chính quyền. Và tiếp theo nữa, đã là người Phật tử thì cũng không nên gì kiện cáo giữa gì giữa mình và các sư, hoặc là gì giữa các sư và dân, hoặc là sư và chính quyền. Đó, mình không nên như thế. Hay thì mình đến mình chấp tác, mình làm công quả, mình giúp đỡ hộ pháp cho sư, mà không hay không hiểu nhau thì thôi, nói thì mình tu ở tại gia. Còn chùa thì một ngày rằm thỉnh thoảng có lễ thì mình vẫn ra lễ Phật bình thường được mà. Mình ra lễ Phật, chùa của dân thì chúng ta ra lễ Phật được, sư không được quyền là đuổi mình. Sư mà đuổi mình là sư sai đấy. À. Còn sư không cho mình tụng kinh và lấy lý do là tụng kinh địa tạng là ma nó đến chùa, hay tụng kinh địa tạng là cho người chết vân vân. Thì tụng kinh địa tạng là cầu cho dân làng có người chết à, thế này nọ thế kia. Cái đấy là cái trình độ, thể hiện cái trình độ, cái trí tuệ của sư á, về Phật pháp, về Phật học là gì, gần như là con số không, chả biết cái gì. Thì thôi, cái trường hợp như thế thì thầy khuyên các nhóm Phật tử này, chúng ta cũng chẳng học được gì ở cái vị ấy đâu. Thôi chúng ta tu ở nhà, cũng chẳng phải nặng nề về cái chuyện đó. Thôi trước đây chưa có sư, chúng ta ra chùa tụng kinh, thì thôi bây giờ dân họ đại diện một số người họ đoán sư về rồi, thì thôi giao cho sư, rồi sư cứ làm thế nào sư làm. Sư mà làm tốt cho dân thì dân để dân mời sư lại, mà sư không làm tốt cho dân thì trước sau thì dân họ cũng đuổi đi em mà. Đó. Nhưng mà nhớ, đã là Phật tử thì chúng ta đừng có đuổi sư. Cho dù sư đó thì tốt hay xấu, chúng ta đừng có đuổi. Kệ cho dân họ đuổi thì kệ họ. Còn chúng ta là Phật tử, chúng ta không nên đuổi, vì trọng Phật kính tăng mà. Dù sao họ cũng là có cái thân hình này, cũng có cái thân hình đầu tròn áo vuông, cho nên cũng là thân hình thân tướng của tăng, cho nên thôi họ tu cũng là do cái nghiệp cái duyên của họ. Họ không đủ trí tuệ, họ còn cố chấp, còn tham sân si, thôi chúng ta hoan hỉ, chúng ta không gần mà thôi. Không thân cận, không gần gũi mà thôi. Còn thì với Tam Bảo, với chùa chiền thì mùng 1 ngày rằm, ngày lễ, ngày Tết, mình vẫn có thể ra lễ Phật bình thường, không sao. Còn không cho mình tụng kinh ở trong chùa thì mình tụng kinh ở nhà, nói gì đâu. Bây giờ đảng nhà nước chúng ta thì cũng có cấm đâu. Chúng ta tụng kinh ở nhà thì chính quyền địa phương có cấm đâu. Miễn là chúng ta không tụ tập quá đông người, không làm ảnh hưởng đến hàng xóm, không làm ách tắc giao thông, và không tụ tập để làm những cái chuyện đó là trái với pháp luật và trái với quy định của nhà nước về công tác tự do tín ngưỡng tôn giáo là được. Còn vài người chúng ta nhóm họp để tụng kinh thuần túy, niệm Phật thuần túy với nhau thì thầy nghĩ rằng chính quyền địa phương bây giờ họ cũng không có cấm chúng ta nữa, vì họ cũng hiểu biết rồi. Không như khoảng độ 20-30 năm trước nữa, đặc biệt là ở Hà Nội chúng ta, thì chúng ta yên tâm cái đó. Theo thầy thì thôi, các Phật tử này chúng ta cũng hoan hỉ đi, chúng ta tu ở nhà, tụng kinh ở nhà. Họ không muốn chúng ta ra chùa tụng kinh thì thôi, thế chúng ta tu ở nhà. Ra chùa tụng kinh rồi,
Lúc này chùa tụng kinh thì sáng chiều chiều mọ có lời kinh tiếng kệ trong chùa, nó ấm cúng thì quý hóa chứ sao, càng tốt càng quý, chùa càng ấm cúng và dân càng hưng thịnh thì càng tốt chứ sao. Còn chùa mà cứ để hương lạnh khói tàn thì chúng ta thấy sớm muộn gì thì cái vị sư đó cũng không trụ được với dân đâu mà.